dạ dạ con giới thiệu với gì đây là anh minh ờ anh à đây là gì của em ở dưới quê mới lên đó <laughs> rất vui được gặp cậu cô chào gì ạ Ờ, ngồi 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 ờ, ngồi đi anh cậu cậu là cậu là bạn trai của cháu gái tôi hả ờ à, dạ <laughs> tôi muốn lên thăm cháu gái tôi lắm vì tôi rất nhớ nó <laughs> Hai vị cháu tôi thân thiết dữ lắm Cậu không tin đó, cậu hỏi nó thử coi Ờ, Dạ phải đó anh Tại vì của em nên bất ngờ quá Cho nên em chưa kịp báo cho anh biết <laughs> Trời ơi, dì thương Con ma dữ lắm Dì nghe nói nó trở thành nữ hoàng cà phê á Dì mừng lắm Dì lập tức đón xe lên đây liền đó Cậu biết không vì đã chăm sóc nó từ nhỏ cho đến bây giờ luôn đó. <laughs> Ủa? Số 12 này là gì đây? 5 à, năm, năm trước á, ông đã mua một chiếc xe tải đầu tiên. Còn lần này á, kỷ niệm 5 năm thành lập công ty. À. <laughs> Tại vì tôi nhiều công ty quá Thành ra không nhớ hết được ngày thành lập 5 <laughs> năm và 15 chiếc xe đó ông chủ à Công nhận Mình giỏi thiệt <laughs> Lần này Mình phải tổ chức một cái cuộc ăn mừng Thật là hoành tráng mới được Ông chủ Vậy ông định làm gì đấy uhm, Tôi quý này mình sẽ cho trang trí mấy cái xe bằng đèn, rồi sau đó cho nguyên một cái đoàn diễu hành khắp thành phố Cần Thơ luôn, và cùng với một cô gái xinh đẹp trên đốc xe nữa. À, đúng rồi, đó sẽ là một cái cuộc diễu hành gợi cảm nhất, quyến rũ nhất từ xưa tới bây giờ. Tôi xin mời sơn trà, sơn trà, nữ hoàng cà phê sẽ cùng với ông vua của ngành lương thực thực phẩm cậu không lạc mạng quá thức sắc một ý tưởng rất hay đó ông chủ ôi thích thật thích thật <laughs> ừ. ủa mà cậu làm nghề gì vậy dạ con gì trời ơi có làm sao đâu vì hỏi không được sao con nè con là đứa cháu gái dì yêu thương nhất nên dì phải quan tâm con chứ Um, anh à um, Em xin lỗi nha Tại vì của em tò mò quá à, Vì chỉ quan tâm vậy thôi à <laughs> um, Anh hiểu mà em Đừng có lo um, Dạ Cô đang làm ở phòng truyền thông đại um, loại giống như Là nhà báo đó <laughs> Cậu làm nhà báo hả Dạ um, Tình hình báo chí sao rồi cậu ý gì muốn hỏi là vai trò của báo chí trong xã hội hiện nay hả à, không ý tôi hỏi làm nhà báo có nhiều tiền không đó mà ờ, à, à, gì gì um... <laughs> sao gì hỏi kỳ quá vậy <laughs> dì, dì xin lỗi nha tại vì Dì có người bạn làm bên nhà báo á nhưng mà nghèo lắm nên dì nghĩ Chắc cậu đây cũng nghèo giống như người đó thôi à Ờ <laughs> Ờ anh nè à. Anh Vậy anh ha Mình sẽ gặp lại nhau sau Anh đi công chuyện của anh trước đi Ủa 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 Sao mà cậu về nhanh vậy Tôi chưa hỏi hết mà Ờ, ờ... Dì ơi Anh Minh ảnh có việc bận lắm có gì nếu gì muốn hỏi tối con kể cho dì nghe nha dạ con chào dì ạ rất vui khi gặp được dì tôi cũng vậy á nè nhớ nha cậu nhớ yêu thương chăm sóc cháu gái tôi đó nó là thiên thần nhỏ của tôi á dạ con biết rồi con xin phép gì à, để em ừ. tiễn anh nha à, Đi anh cô ơi cô có sao không cô cô ơi cô gì ơi alo à, đúng rồi tôi là anh cô ấy à, xin lỗi tôi đang nói chuyện với ai vậy cái gì em tôi bị làm sao có sao không được rồi tôi sẽ tới liền à, anh bách anh muốn mời tôi tham gia công việc gì vậy công ty của tôi chuẩn bị làm lễ kỷ niệm 5 năm thành lập. Tôi có trang trí một dàn xe, rồi sau đó cho nó đi diễu hành. Tôi muốn mời cô đứng tạo dáng trên nắp của một chiếc. Hả? À, ý của anh là em sẽ đứng tạo dáng trên nắp một chiếc xe, rồi rồi sau đó đi vòng vòng diễu hành hả? Đúng. À, cô sẽ được an toàn mà, đừng có lo. Nếu lỡ rớt có người chụp <laughs> ờ... Nhận lời giúp tôi nghe Sơn trà ừ... Thôi được rồi Thiệt hả Thiệt à! <cười> <cười> Vào đi Con chào ba ừ, Con ngồi đi Dạ thôi Con chỉ để nói với ba Con muốn quay về công ty làm việc <laughs> Ba rất vui Khi nghe quyết định này của con Ba Con quay về công ty làm việc Không phải là vì ba Mà vì con muốn bảo vệ lợi ích của gia đình Con muốn nói về chuyện gì <laughs> Về chuyện của Thúy Vi à Dạ phải, cô đang nói về Thúy Vi Thạch Minh à Giữa ba và con á Luôn có sự tôn trọng lẫn nhau Ba không bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng của con Thậm chí Con người kêu ba phải làm như vậy Dạ con biết Ba hiểu Con không đồng ý Nhưng đây là quyết định của ba và bà sẽ khó khăn khi quyết định như vậy. Ba, con không muốn can thiệp vào chuyện riêng của ba. Ba muốn quan tâm cô gái nào là quyền của ba. Nhưng tại sao ba lại đưa Thúy Vi cho công ty làm gì chứ? Ba bố trí Thúy Vi làm việc ở bộ phận quảng cáo. Vì cô ta có khả năng đó. Chỉ có vậy thôi mà. Ba, con đang nghĩ. Ba chụp tất cả nhà rồi đó. Mày đang rất khó chịu về chuyện này. Dù như thế nào, thì ba cũng không thay đổi quyết định này. Ba, ba có biết là người trong công ty bàn tán như thế nào không? Họ <laughs> nói là cô ta lợi dụng ba. Ba không thấy rằng cô ta ngồi vào vị trí đó là vì có mối quan hệ với ba hay sao? Người ta có nói như thế nào á thì kệ người ta. Ba, Thúy Vi không ngồi ở vị trí đó được đâu. Tại vì ở đó đòi hỏi những người phải có kinh nghiệm ba Được rồi Bà thấy Thúy Vi có thể làm được Con nói xong chưa Ba cần phải giải quyết một số chuyện Con nói xong rồi Con chào bà Anh Mai, Dì chúc mừng con. Con đã gặp rất nhiều người quan trọng. <laughs> Chắc là không uổng phí thời gian rồi. Nếu như mà dì muốn nói về anh Bách đó thì... Không. Dì đang nói về Thạch Minh. Dì đã đón biết được điều này mà. Dì. Con sẽ rất biết ơn dì. Nếu như dì không xen vào chuyện của con nữa. Anh Mai. ngồi xuống đi nghe gì nói nè cậu ta cầu hôn con chưa dì ơi dì làm ơn để cho con yên được không không lẽ chuyện của năm sướng con chưa làm cho dì thỏa mãn hả dẹp đi đừng có nhắc đến thằng cha đó nữa con phải nghĩ phương hướng khác tốt hơn cho mình chứ <laughs> con đã ra mắt gia đình cậu ta chưa con ra mắt gia đình cậu ta chưa chuyện đó đâu có liên quan gì tới gì đâu thôi được rồi bây giờ tao muốn ra ngoài cái gì hả gì tiền tao cần tiền đi sắm vài bộ đồ mới tao phải ăn mặc thiệt là đẹp để xứng với mấy người bạn giàu có của mày chứ đưa tiền đây Dì muốn tiền đúng không? Vậy thì dì cầm tiền đi Và đừng xem vô chuyện của con nữa Đưa đây gì hai tờ này thôi đó hả nhiêu đây mà mua gì <laughs> mày đọc đi mày được ông thạch thưởng mày mười ngàn đô mày tính xài một mình hả <laughs> mày cũng biết giữ bí mật quá ha nhưng mà cái số tiền đó không có xài được gì à chị nói chuyện ngộ không tiền không xài được là sao tiền đó con muốn để dành làm ăn mà hồi dẹp đi làm ăn cái gì mày cũng biết á đồ ở trên đây rất là mắc tao phải mua đồ hợp thời trang một chút đừng có lo thôi nữa gì <laughs> dạ chú dạ dạ chú chú muốn có một văn phòng dành riêng cho nữ hoàng cà phê hả sắp xếp ngay trong hôm nay đi nữ hoàng cà phê sẽ tiếp người hâm mộ và báo chí tại văn phòng này <laughs> dạ để con lo liền ngay bây giờ làm xong á báo ngay cho sơn trà biết nha dạ <laughs> phục vụ đâu đem chưa đủ đó cho tôi anh ơi để em đủ ra xin lỗi anh đã uống quá nhiều rồi quán chúng tôi không thể phục vụ thêm nữa nhưng mà tôi muốn uống nữa đem em cho đủ đó đây đây dạ không được đâu anh đây là quy định tôi là cách quen ở đây một cậu không biết sao đồ nhiều quá lấy cho rượu đó cho tôi đi dạ ông chủ biết anh là khách quen nhưng cũng không thể làm khác được gọi quản lý đến đây dạ xin lỗi anh dù anh có vào quản lý thì ông ấy cũng nói như vậy thôi ừ. mang rượu cho tôi Rượu mua ôm nữa tôi mua ôm nữa anh anh ơi anh có sao không anh anh ơi anh Sớm muộn gì á Anh cũng làm cho em tin anh uhm, Tin vào tình cảm chân thật của anh Em đồng ý không? À. Alo, tôi nghe nè Có chuyện gì không? Ở đâu vậy? Rồi rồi, tôi biết rồi, tôi tới liền á Có chuyện gì vậy? Em có chuyện gấp phải đi rồi Nói chuyện với anh sau nha Ờ, à, ờ à chuyện gì mà gấp vậy <laughs> anh ở đây nè chị anh thông vậy đi anh thông anh thông tôi thấy tên chị trong danh sách cuộc gọi gần đây nhất cho nên tôi đã gọi cho chị làm phiền anh mà anh ơi anh thanh toán hóa đơn chưa dạ rồi à anh là khách quen ở đây cho nên chị khỏi lo ừ cảm ơn anh dạ anh thông anh thông ơi anh thông em là tiểu quân nè <laughs> anh thông <laughs> từ từ thôi thì ra đây là cuộc hẹn của bạn em hả ừ. anh làm gì ở đây vậy bộ anh theo dõi tôi hả anh chỉ muốn hiểu em nhiều hơn thôi anh không có quyền gì hết đó. Tránh ra đi. Ừ, ý, 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 trời ơi. Ờ, cô ơi. Dạ. Có gì không chú? Cô cho tôi gặp nữ hoàng cà phê được không cô? Dạ, chỉ kìa chú. Ờ... Dạ, là tôi đây. Rất vui được gặp ông. Bác là Thái Văn Hồng. Bác đại diện cho những người hâm mộ ở trên quê xuống để thăm nữ hoàng. <laughs> bác à, bác cứ gọi con là Sơn Trà là được rồi. À, món quà này là của tất cả những người trên quê đem tới để tặng con. À, con con cảm ơn bác. Nhưng bác tới thăm con là con vui rồi. Sao phải quà cáp như vậy? con được giải á là niềm vinh hạnh lớn cho cả dùng mình con biết không bà con ở trên quê á khi hay tin này á họ mừng lắm tất cả mọi người đều tự hào về con đẹp quá Bác cho con gửi lời cảm ơn mọi người nha. Ừ. Còn có được như ngày hôm nay cũng là nhờ bà con mình yêu quý và ủng hộ. Thiệt hả con? Chính tay bác đã làm nó đó. Bác là thợ chạm mà. <laughs> bác thật là giỏi. Bác đúng là một người thợ tài quá. <laughs> ông đã làm trang quảng cáo mà tôi đã yêu cầu chưa chưa tại sao những gì tôi nói không có tác dụng với ông hả chính tôi yêu cầu chú ấy không làm đó thạch minh tôi không biết là anh cũng ở đây chú nghiêm à chú ra ngoài giùm con một chút nha ừ thuy vi tôi nói thiệt nha tôi không hề thích cô làm việc ở đây tôi không thích cô cứ đưa ra những việc mà cô không hề biết có gì liên quan tới anh sao công việc của tôi là làm mẫu quảng cáo ấn tượng cho công ty tôi nghĩ là cô đang xem những người khác không ra gì dù cô có là gì đi chăng nữa tôi nghĩ đều phải tuân theo luật lệ trong công ty này nhưng ông thạch chuyện nhỏ như vậy tôi nghĩ là không cần phải làm phiền ba tôi chúng ta tự giải quyết được Tôi cũng không muốn làm phiền ông ấy Nhưng ông ấy đã giao cho tôi việc này Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi Những việc khác tôi không cần biết Ở đây Tất cả chúng tôi làm việc theo nhóm Cô không thể sai bảo mọi người làm theo ý của cô được Tôi nghĩ là Cô phải làm theo quy định của công ty mới được <laughs> Anh sai rồi Mọi thứ đã thay đổi Tôi không phải là vật trang trí ở đây Tôi thực hiện ý tưởng và kế hoạch của mình Dù cho ông Nghiêm có đồng ý hay không Chú Nghiêm là một chuyên gia rất giỏi, có kinh nghiệm, lại làm lâu năm trong công ty nữa. Tôi nghĩ nếu mà xung đột xảy ra, tôi sẽ là người ưu tiên bảo vệ chú ấy trước. Anh là con của bà Nhung, nên anh không ưa tôi cũng đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải nghe theo lệnh của anh. Ba anh đã giao cho tôi vị trí này. Thậm chí anh còn không được giao việc ở đây. <laughs> Cô làm rồi tôi đã quay lại làm việc ở đây cô không tin á thì hỏi ba tôi đi tôi sẽ đi hỏi cô có quyền nêu ý kiến như tất cả những người khác nhưng mà người quyết định đó, chính là tôi và cô không được quyền nhắc tới mẹ tôi cô không có quyền đó mẹ uống nước đi. mẹ đừng có lo gì hết. bây giờ con trở về công ty làm việc rồi. con không để cho cô ta muốn làm gì thì làm đâu. chúng ta không để con đàn bà tham vọng đó thâu tóm hết công ty. vậy chỉ có con mới làm được chuyện này thôi. dạ. mẹ hãy tin đứa con đi. nha. nhưng con vẫn chưa tin mẹ thì phải. sao mẹ nói vậy? con tính giấu mẹ nữa hả? hãy nói với mẹ vì người yêu của con đi con biết là mẹ lúc nào cũng muốn con quay về với huệ nghi nhưng mà con thạch minh à phải thừa nhận á huệ nghi là một đứa con gái tốt dành cho con nhưng nếu con đã yêu một người con gái khác thì mẹ cũng không cấm cản thiệt hả mẹ <laughs> mẹ chỉ muốn thấy con hạnh phúc thôi con vui lắm khi nghe mẹ nói như vậy <laughs> nhìn con kìa mặc dù mẹ rất thích huệ nghi nhưng cô gái đó khiến con vui như vậy chắc phải có lý do gì đặc biệt rồi phải không dạ phải cô ấy rất thông minh và rất yêu con mẹ à <laughs> vậy thì con mời cô bé đó đến nhà mình ăn tối đi dạ được <laughs> em đã mất đứa con của mình rồi anh hai à Em đừng có đau buồn nữa Sẽ hại cho sức khỏe của em lắm Rồi em sẽ có những đứa con xinh xắn khác mà Em biết Nhưng em muốn có nó Em muốn sinh đứa con này Anh hiểu mà Em cứ bình tĩnh trước đã em đã bình tĩnh rồi vậy em phải làm sao hả anh hai chỉ cần em khỏe lại là được anh anh không biết phải làm sao nếu không có em sao những chuyện xảy ra với ba nếu bây giờ em mà có chuyện gì chắc anh không sống nổi đâu <laughs> em không sao đâu em nhất định sẽ không để anh đơn độc một mình Em sẽ cố gắng vượt qua mà <laughs> à, à Không hiểu sao từ hôm qua tới giờ Anh gọi cho thông hoài mà không được Không ai trả lời hả anh 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 đã đến tận nhà luôn mà Thông cũng không có nhà luôn Anh đừng có gọi nữa Kệ anh ta đi Mà Bộ em không muốn nói chuyện với Thông sao Em chỉ muốn anh ở đây với em là được rồi được rồi anh sẽ luôn ở bên em mà anh mai à anh có chuyện này quan trọng muốn nói với em anh bộ có chuyện gì hả <laughs> em làm gì mà căng thẳng quá vậy ừ, thì tại anh đó tự nhiên mà anh nghiêm trọng quá làm cho em cũng <cười> <cười> chuyện là vậy nè mẹ anh muốn mời em đến nhà dùng bữa cơm gia đình mẹ anh muốn mời em thiệt hả ừ mẹ nói đã tới lúc công khai mọi chuyện rồi ờ, ờ, nếu nói vậy thì tốt quá nhưng em chỉ lo là em lo gì em có chuyện gì à thấy phản ứng của em lạ lắm nha ừ không Tại vì bất ngờ quá Cho nên em mới phản ứng vậy mà Em đừng có lo lắng gì hết Mẹ anh muốn gặp mặt em á, Là vì mẹ anh đã chấp nhận em ừ, Nhưng mà anh nè à, Mẹ đã từng Không đồng ý chuyện của hai đứa mình mà ừ. Trước đây á, Mẹ đã từng rất thích Huệ Nghi Chuyện này làm cho anh khó xử lắm Nhưng mà bây giờ Mọi chuyện đã thay đổi rồi mẹ anh gặp em đây là cơ hội để mẹ anh hoàn toàn chấp nhận em đó <laughs> em tin anh đi mọi chuyện đã thay đổi rồi ừ. rõ ràng là thạch minh nó không ưa gì em hết nó cố tình gây sự với em ngay trong công ty em nhầm rồi thạch minh á nó là một đứa rất có nguyên tắc trong công việc nếu nó thấy em là không tốt thì nó không bác bỏ ý kiến của em đâu nói như anh tất cả lỗi là do em hả thạch minh thì đúng còn em thì sai hả con trai anh thì lúc nào cũng giỏi còn em thì chẳng ra gì Thuy vi anh có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn nhưng em đừng yêu cầu anh có em quan trọng hơn con trai anh đâu Con Đẹp không ừ, Dì tính đi đâu vậy Cũng không biết nữa Mà dì còn nhiều việc phải làm lắm Con có muốn đi mua sắm cái gì không Ờ thôi đi Tôi có việc bận rồi Dì đi đi Vậy dì, dì đi hen Bye bye Alo ờ, Chị Tâm Khanh hả Em có chuyện quan trọng lắm Chị giúp em được không chị Tất nhiên rồi em cứ nói đi Khó khăn mấy chị cũng sẽ giúp cho mà ừ, Chị biết không Mẹ của anh Minh mời em tới nhà dùng bữa đó Nhưng mà em lo quá à Em không biết phải làm sao hết Chị cũng biết rồi đó Em đâu có quen dự những buổi tiệc sang trọng đó đâu Bà Nhung mời em đến nhà rồi hả Vậy thì tốt quá. Chị sẽ bài cho em vài kích thức cơ bản. <laughs> Bảo đảm buổi ra mắt sẽ tốt đẹp. em cảm ơn chị. Thiệt tình là em lo lắm. Em cứ lo là em sẽ làm hỏng buổi tiệc đó. Có chuyện gì phải lo? Không phải chị đã nói với em rồi sao? Em thấy á, mẹ của anh mình vừa tinh tế, vừa lịch thiệp nữa. Nếu mà em cư xử không đúng cách á, anh Minh sẽ mất mặt trước mọi người cho coi. Được rồi. Chị lấy uy tín ra đảm bảo với em. Chỉ cần chưa đầy một tiếng, em sẽ nhường nhiễn tất cả. Điều này quan trọng đối với em lắm á chị Khanh. Chị Khanh, em cảm ơn chị lần nữa nha. <laughs> Đừng có ngại gì hết. Em ghé qua chị liền đi, ha. Dạ. <laughs> thằng minh sẽ không bao giờ cưới cô đâu tôi nghĩ là cô đã yêu lầm ngựa rồi tôi nghĩ là cô không nên diễn kịch nữa tôi nói cho cô biết cô có nằm mơ cũng đừng nghĩ đến làm đám cưới với thằng minh con trai của tôi để chỗ này nè để đây nữa Ừ. đi đây xếp lại cho ngay ngắn đi. ơi mẹ đang chuẩn bị bữa tiệc để đón nữ hoàng cà phê đó hả? <laughs> có gì đâu con chỉ đơn giản là một bữa tối bình thường thôi mà ba lúc nào cũng ưu ái anh hai bây giờ tới lượt mẹ cũng vậy <laughs> còn đó. Chuyện nhỏ như vậy mà con cũng so bì nữa Mẹ có bao giờ để con thiệt thòi hơn anh con đâu Rõ ràng quá còn gì nữa Ba thì muốn giao lại tất cả công việc ở công ty cho anh Minh Còn mẹ bây giờ thì lo lắng cho con dâu tương lai của mình Nếu con muốn thì cứ đưa Lưu Mỹ về Hoặc sắp xếp bữa sau đưa tới nhà mình cũng được Nhưng nếu tối nay có lẽ hay hơn á mẹ đừng có dự tính gì phải không mẹ sao tự nhiên mà lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy <cười> <cười> thôi mà em yêu mình bỏ qua đi mẹ đang muốn mời em về nhà ăn tối với tư cách con dâu tương lai của gia đình tôi cảm ơn khoan đã nghe nói hết đã lần này tới nhà của anh không phải chỉ có em đâu mà còn có sơn trà nữa chuyện cuộc thi còn chưa đủ hay sao mà giờ đang nhà anh cô cố tình mời em và cô ta đến cùng một lúc như vậy chính vì anh biết đã để cho em phải bị thiệt thòi trong cuộc thi cho nên đây là cơ hội để anh bù đắp cho em ai mà tin anh cho nổi chứ <laughs> con thích bác gọi bằng cái tên nào đây sơn trà hay là ánh mai à... Dạ, bác gọi sao cũng được ạ. Bác thật mình nói là con thích người khác, gọi tên mình là ánh mai hơn. Dạ phải. Vậy thì bác sẽ gọi con là ánh mai, được không? Dạ. <laughs> bác rất vui khi con tới thăm gia đình của bác. Sao rồi? Con thấy công việc mới của một nữ hoàng có vất vả lắm không? Có áp lực lắm không? Um, lúc đầu á thì con cũng thấy hơi bỡ ngỡ một tí Nhưng mà Bây giờ thì con cảm thấy ổn hơn nhiều rồi ạ à. <laughs> Tốt lắm Thằng Minh nhà bác thật kéo chọn người à, Bác nghĩ Con cũng đã biết tất cả mọi người trong gia đình rồi phải không Dạ <cười> <cười> Đây là Huệ Nghi Con gái của bác May Bạn thân nhất của bác đó Con chào bác <laughs> Chào Sơn Trà Ờ à... À quên ánh mai Thạch Bình và Lưu Mỹ Chắc chắn con đã biết rồi phải không Ờ à... à, con có muốn uống gì không Dạ Dạ để con phục vụ cho Em muốn vang đỏ được không Dạ một chút cũng được ạ à. Chị Nam ơi Đem vàng đỏ lên chị Nam ơi Dạ Anh Minh, để em làm cho Cảm ơn em <laughs> Anh là ngồi tiếp thử quan cà phê đi Cũng được, cảm ơn em Mẹ, con nói chuyện với mẹ một chút nha Mẹ, sao mẹ mời Quệ Nghi tới chi vậy? Quệ Nghi có khác gì người thân trong gia đình mình đâu chứ nhưng mà càng đông càng thêm ấm cúng chứ sao. Thôi, con hãy về chỗ ngồi đi. Dạ. <laughs> Nào, chúng ta cùng cạn ly đi. Anh Mai nè. Bác muốn xin lỗi con về chuyện bác đã nói với con hôm trước. Dạ, không có gì đâu bác bây giờ bác mới nhận ra con là một cô gái thật sự rất là đáng yêu bữa cơm hôm nay coi như lời quà giải bác dành cho con thật sự con đã quên hết mọi chuyện rồi bác à <laughs> bác rất mừng khi nghe con nói như vậy bây giờ xin mời mọi người qua bàn ăn dùng bữa cơm tối nha con mời mẹ mời em dạ Em tập trung vào cuốn sách đó mấy tiếng đồng hồ rồi. Cũng phải dành thời gian cho anh nữa chứ. Bây giờ không được. Em đang làm việc mà anh em có nguyên một ngày để làm việc rồi mà. Nhân viên bình thường á thì chỉ làm việc trong ngày thôi, còn bộ phận quản trị á, thì không nghỉ ngơi một phút nào hết. Không phải là anh đã nói với em như vậy sao? Phải. Em biến phòng ngủ á thành phòng làm việc á thì không hay đâu. Nhưng anh đã nói nếu em muốn thăng chức trong công ty thì phải chứng minh cho Thạch Minh thấy em có năng lực mà. <laughs> em sẽ cho con trai yêu quý của anh thấy thúy vi này không phải là người vô dụng thôi được rồi nếu em muốn á thì cứ tiếp tục làm đi <cười> <cười> Em ăn thử đi. Món này do chính tay mẹ em chế biến đó. Ờ, à, cảm ơn anh. Con biết không, không chỉ riêng món bếp Tết này đâu mà tất cả những món ăn hôm nay đều nằm trong thực đơn của một nhà hàng nổi tiếng. bác và gia đình dùng bữa ở đó. Bác thích đến nỗi lập tức gặp ngay bếp trưởng và xin công thức chế biến cho bằng được. Bác nấu không khác gì khẩu vị mà mình ăn ở đó. Chúng ta đi tới đó cũng lâu rồi mẹ ha. Con còn nói nữa. Lúc đó cả nhà năn nỉ con quá trời luôn con mới chịu đi. ừ, để mẹ nhớ coi. Hình như cũng vào tháng này thì phải. Ờ à Mai à, Mai đã đi châu Âu lần nào chưa? Ờ à, Mai, Mai, Mai chưa có bao giờ được ra nước ngoài hết. Ủa? Chưa bao giờ luôn hả? Ờ, <laughs> à, bây giờ anh Mai đã là nữ hoàng cà phê rồi. Thì việc tới những nước châu Âu đó đâu có gì khó đâu. <laughs> anh nói cũng phải. <laughs> em ăn đi ừ, dạ mọi người ăn đi dạ mời giao ủa thông mấy bữa nay anh đi đâu mất tiêu vậy ừ tôi xin lỗi anh ngồi đi Ờ à, được rồi tôi đứng được rồi ừ, Ngay khi nhận được tin nhắn của anh Tôi đã dội vàng đến đây Hải Ngọc à Em có sao không Em khỏe Rốt cuộc là Anh đã đi đâu vậy Mà từ lúc Hải Ngọc vào đây Tôi gọi hoài mà không thấy anh bắt máy ừ tôi đã ra ngoài giải quyết một số gì anh hai à đó là chuyện riêng của người ta anh đừng có nên can thiệp vào Thank <tries>